Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với video clip trên kênh Ký Sự TV. Kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có thể nói là những cô chú anh chị Việt Kiều khi mà đi sang đất khách quê người để làm việc kiếm sống thì ai cũng muốn có thật nhiều cái tài sản. Có những người thì họ chọn con đường làm giàu một cách lương thiện, nhưng cũng có một số người thì lại chọn những con đường nó sai trái này kia, để rồi phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình và không thể nào sửa sai được nữa. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì Ký Sự TV xin chia sẻ về một cái trường hợp của Việt Kiều tên là Mai. Và câu chuyện của người này sẽ khiến rất là nhiều của chú và khán giả sẽ phải suy ngẫm về cái đồng tiền, bởi vì cái sức mạnh quá lớn của nó khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ để có được. Sinh năm 1962 tại Hà Nội. Năm 1981, Chu Hoàng Mai vượt biên sang Hồng Kông và sống tại trại tị nạn đến năm 1986 thì được sang Australia định cư. Tại đây, hai đứa con lần lượt ra đời. Thay vì làm ăn lương thiện để kiếm tiền nuôi con, Mai lại đi vào con đường cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Đầu năm 2005, Mai biết tin mình bị bệnh hiểm nghèo. Cùng lúc đó, người chồng đệ đơn ly hôn. Chán chường và tuyệt vọng, Mai càng lún sâu vào con đường cờ bạc. Khoảng tháng 11 năm 2007, trong một lần đến chơi tại casino ở Melbourne, Australia, Mai được một người đàn ông gốc Việt khoảng 50 tuổi đến nói chuyện làm quen và giới thiệu tên là Ba. Qua tâm sự, người đàn ông này biết Mai đang gặp khó khăn nợ nần nên muốn giúp đỡ. Theo lời ông này, ông có một người bạn có đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Australia. Nếu Mai muốn tham gia thì anh Ba sẽ giới thiệu. Sau đó, Ba xin số điện thoại Mai kèm theo lời nhắn: nếu muốn gặp y thì cứ đến casino. Khoảng 2 ngày sau, Mai tìm đến và được Ba giới thiệu một người phụ nữ gốc Việt khoảng 30 tuổi, giọng nói miền Nam, tên là Phượng. Ba giới thiệu Phượng từng vận chuyển heroin thành công và đang chuẩn bị làm thêm một chuyến nữa. Mai hỏi Phượng cách vận chuyển heroin thế nào thì được hướng dẫn bỏ vào hậu môn sẽ không ai phát hiện ra. Đến tháng 4 năm 2008, Mai đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ người đàn ông tự giới thiệu tên là Darling, nói biết Mai và đã nhiều lần nhìn thấy Mai ở casino. Sau đó Darling hỏi Mai có muốn tham gia vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Australia không, tiền công là 5.000 đô la trên một cục. Nếu Mai đồng ý thì tháng sau sẽ tiến hành luôn. Mai đồng ý ngay lập tức. Darling yêu cầu Mai về nước liên lạc với một người tên Bảy để người này giao heroin và vận chuyển sang Úc. Do đang cần tiền để trả nợ ngân hàng, Mai được Darling ứng trước 2.000 đô la và kèm theo lời hứa: lần này nếu như vận chuyển trót lọt, ngoài tiền công sẽ thưởng thêm cho Mai 2.000 đô nữa. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2008, Mai bay từ Melbourne về chuyến bay VN780 về Hà Nội, Việt Nam, ở tại quận Đống Đa. Đến ngày 5 tháng 6, Mai từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, đặt phòng tại khách sạn ANT, quận Bình Thạnh. Ngay sau đó, Mai liên lạc với tên Bảy và được hướng dẫn đến ở khách sạn Trung Mai ở quận 5. Đến trưa ngày 11 tháng 6 năm 2008, Bảy mang 3 cục heroin cùng nhiều dụng cụ đi kèm để giúp Mai đưa heroin vào hậu môn. Chiều tối cùng ngày, Mai trả phòng khách sạn và bắt taxi ra sân bay về Úc. Tại sân bay, trong lúc làm thủ tục, cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Mai vận chuyển ma túy. Qua giám định, tổng trọng lượng Mai vận chuyển là 215 gram. Ngày 4 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Mai mức án 20 năm tù. Đó là câu chuyện của một nữ Việt Kiều tên là Mai. Và tiếp ngay sau đây sẽ tiếp tục cũng là một câu chuyện của một nữ Việt Kiều nữa, cô chú anh chị. Cũng rất ly kỳ nha mọi người. Cuối tháng 9 năm 2009, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử lưu động vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
tại công viên 23 tháng 9 đối với hai bị cáo Việt Kiều tên là Trang Bích Phượng 29 tuổi và Lâm Mộng Trinh 26 tuổi. Theo lời Trinh, bị cáo quen biết và chơi thân với Phượng kể từ khi đang làm rải thuê cho bố của Phượng. Năm 2005, khi Trinh đang làm nông tại quê, thì Phượng điện thoại rồi trực tiếp về quê rủ Trinh lên bán thuê heroin cho một người tên Hùng ở tiểu bang Melbourne. Theo đó, Phượng, Trinh và một người phụ nữ nữa hàng ngày nhận ma túy trực tiếp từ Hùng để đi bán cho các con lẻ. Cuối năm 2009, đường dây ma túy này bị phanh phui nên Trinh sợ bỏ về quê chung sống với bố mẹ. Đầu năm 2008, thấy Trinh gặp khó khăn nên Phượng kêu lên ở chung phụ giúp bán quần áo cho mình. Trong thời gian này, Phượng thường xuyên lui tới đánh bạc tại một casino nên quen biết một người gốc Việt khoảng 55 tuổi, tên thường gọi là ông chú. Từ đó, ông chú đặt vấn đề giúp đỡ Phượng bằng cách vận chuyển heroin từ Việt Nam sang Australia với tiền công là 1.000 đô la Úc cho một cục lớn và 700 đô la Úc cho một cục nhỏ. Ngoài ra, nếu Phượng lôi kéo thêm người tham gia vận chuyển trót lọt sẽ được thưởng thêm 5.000 đô la trên một người. Nhận lời này, Phượng rủ rê lôi kéo Trinh tham gia vào và được Trinh đồng ý. Đồng thời, hai người thống nhất giao cho Trinh đưa ma túy vào trong cơ thể tham gia vận chuyển với tiền công là 2.500 đô Úc cho một người. Ngoài ra, Phượng còn mời một số đối tượng khác để khai thác thành lập đường dây vận chuyển heroin. Chuẩn bị xong nhân lực, ông chú đến gặp hai người rồi hướng dẫn cách vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện. Theo đó, người đàn ông yêu cầu khi hai người về Việt Nam phải chuẩn bị đồ nghề như gheo bôi trơn, trà sổ, thuốc cầm, găng tay, bao cao su, bong bóng tay, bóc các cục ma túy thành hình, trụ, sau đó nhét vào họ môn, rồi uống thuốc cầm trước khi lên máy bay. Sau khi thống nhất hình thức vận chuyển cũng như giao nhận hàng, ngày 25 tháng 5 năm 2008, Trinh, Phượng cùng một số người khác bay từ Australia về Việt Nam thuê khách sạn để ở, trong đó có em chồng và em gái của Trinh. Ba ngày sau, Phượng nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng tên là chú Mì Tôm đến giao hàng. Thông qua ký hiệu, chú Mì Tôm đưa Trinh một bịch ni lông màu đen, bên trong chứa heroin. Sau đó, theo hướng dẫn của Phượng, người này đã mang số hàng trắng về khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, cất vào tủ quần áo. Tối cùng ngày, chúng đã dùng bao cao su, bong bóng bọc heroin này, như hướng dẫn của ông chú. Ngày 30 tháng 5 năm 2008, hai vợ chồng Trinh xuất cảnh về Úc, nhưng Trinh không mang theo heroin vì sợ liên lụy đến chồng. Khoảng 10 ngày sau, Trinh đi một mình từ Úc quay lại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đón xe về một khách sạn trên địa bàn quận 1 ở chung với Phượng. Đến sáng ngày 11 tháng 8 năm 2008, Trinh cùng mẹ đẻ và một số người thân trong gia đình đi chợ An Đông mua sắm quần áo. Sau khi về tới khách sạn, Phượng nói với Trinh đến phòng của Nguyễn Hoàng Trung Trực đang ở cùng tầng với hai vợ chồng để lấy ba lô chứa heroin, mang về bọc bao cao su và bong bóng đợi ở ngoài. Khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất một số khách sạn. Tại phòng của hai đối tượng Phượng và Trinh, cơ quan chức năng phát hiện 20 cục chất được bột thạch hình trụ bọc trong vỏ bong bóng và đang cất giữ trong tủ đồ. Tiến hành test thử nhanh, kết quả cho thấy dương tính với heroin. Ngoài ra, công an còn giữ một số vật chứng khác liên quan đến vụ án. Kết quả giám định sau đó, 20 cục trụ phát hiện là heroin, tổng trọng lượng lên đến 1,5 kg. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Trinh khai nhận toàn bộ hành vi của mình, cũng mong hội đồng xét xử giảm án để sớm về với ba gia đình và con nhỏ. Nhận định Phượng chính là người chủ mưu rủ rê lôi kéo Trinh vào con đường tham gia vận chuyển ma túy, đáng lẽ ra phải phạt mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đang mang thai, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên giảm một phần hình phạt. Theo đó, tòa tuyên án hai bị cáo Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Trinh cùng mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Xuất ngoại chỉ mong để đời, nhưng cuộc sống đất khách với người không dễ dàng như là họ nghĩ. Để có tiền, họ đã nhận lời chuyển cái chết trắng để mong có một cuộc sống giàu sang.
trả giá cho hành vi sai trái của mình, đó là những tháng ngày còn lại trong trốn tù giam. Đó là cái bài viết rất là hay mà trên cái tờ BBC có đăng tải nha cô chú anh chị. Thì đó là cái thông tin mà ký sự TV muốn chia sẻ với quý vị trong video clip ngày hôm nay. Một cái thông tin cũng không vui mái cô chú anh chị ha, liên quan đến những cái tệ nạn mà nhức nhối xã hội, đó là ma túy. Và ở đây sẽ là một cái bài học cho rất là nhiều người có ý định là muốn làm giàu nhanh. Chúng ta biết là vận chuyển ma túy là một cái con đường kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cũng dễ và con đường tưởng nhất của chúng anh vậy. Nên đây sẽ là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng sẽ suy ngẫm rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui. Và tất nhiên cũng hãy giúp cho cái sự TV một cái đăng ký ha, để em có thêm những cái niềm vui, tiếp tục làm những clip nó hay hơn gửi đến quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo ạ.